Ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án tạm thường thân đối với bị cáo Lê Thị Loan 1978, ngụ buôn bản Thanh Nộn 2, buôn bản Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, về tội danh giết người. Bị cáo Lê Thị Loan, kẻ đổ xăng đốt chết mẹ đẻ tại phiên tòa xét xử. Lê Thị Loan là kẻ đã nhẫn tâm tưới xăng lên giường rồi châm lửa đốt mẹ đẻ tử vong từng gây xôn xao, bức xúc trong dư luận tại tỉnh Hà Nam hồi tháng 5 năm 2019. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Nam, Loan bị mẹ đẻ là bà Trương Thị Huyện 1952, ngụ cùng địa chỉ, la mắng do không chịu làm ăn. Bực tức trong người, khoảng 22 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2019, Loan đã đi mua 50.000 đồng tiền xăng mang về nhà. Khoảng 2 tiếng sau, Loan mang xô nhựa đựng xăng vào phòng khách nơi bà Huyện đang nằm ngủ một mình, rồi tưới xăng lên giường, khu vực nền nhà, các cánh cửa phòng, bàn ăn, rồi châm lửa đốt. Thấy lửa bốc cháy tại căn phòng nơi bà Huyện ngủ, người chồng đã hô hoán cùng láng giềng vào dập lửa đưa bà Huyện đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện, bà Huyện tử vong do suy đa tạng, bỏng nhiệt độ cao trên diện rộng. Về phần đứa con bất hiếu, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến 12 giờ 30 phút ngày 2 tháng 5, công an đã bắt được Loan khi đang lẩn trốn tại phường Bắc Sơn, thị buôn bản Biểm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tại phiên xét xử, dù bị cáo Loan đã tỏ ra hối hận hối cải, tuy nhiên hội đồng xét xử cho rằng hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, tội giả có sự sẵn sàng từ trước, cho dù bị hại là mẹ đẻ của mình, điều này cho thấy bị cáo coi tầm thường pháp luật, suy đồi đạo đức nên cần phải trừng trị thích đáng. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định tuyên phạt Lê Thị Loan mức án tầm thường thân.